Đỗ Nhật Hà đụng hàng Khánh Vân trong loạt ảnh mới, nàng hậu nào quyến rũ hơn. Cùng diện chung một bộ váy, Khánh Vân và Đỗ Nhật Hà có thể nói là một chín một mười. Cuộc thi Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 đã rục dịch trở lại trong thời gian gần đây khiến khán giả vô cùng hào hứng. Cuộc thi năm nay còn thông báo sẽ nhận hồ sơ dự thi ảnh online của thí sinh chuyển giới nữ. Như thông tin đã xác nhận trước đó, Đỗ Nhật Hà, quán quân chinh phục Hoàn Mỹ 2018 và cũng là mỹ nhân từng lọt top 6 Miss International Queen xác nhận dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay. Sau khi thể hiện quyết tâm chinh phục Vương Miện tại đấu trường nhan sắc hot nhất nhì này, Đỗ Nhật Hà đã tung ra bộ hình cực kỳ nóng bỏng để khoe thành quả tập luyện của bản thân. Diện những bộ đầm dạ hội được cắt xẻ tinh tế khoe đường cong triệt để, người đẹp đã khiến khán giả bỏng mắt bởi sự thay đổi sau 3 năm đăng quang. Đặc biệt, Đỗ Nhật Hà còn đụng hàng với Khánh Vân thời điểm top 21 Miss Universe 2020 quay hình cho show thực tế Road to Miss Universe. Có thể thấy, hai nàng hậu có vẻ đẹp 1910 khi mặc chung một trang phục. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.